À, xin chào mừng các bạn đến với cái video tiếp theo của mình trong cái loạt video về dòng game chiến tranh tổng lực Sugan 2. Mình là Totan Qua Tuyên Quang và hôm nay thì chúng ta sẽ lại tiếp tục cái chiến dịch của gia tộc Otomo, những đứa con của Thiên Chúa. Vâng. À, tập trước thì các bạn cũng biết rồi là mình đã tiếp tục cái chiến sách diễn biến hòa bình, bạo loạn, lật đổ và ba cánh quân của mình tiến theo ba hướng. Cái cánh quân phương Bắc này thì tiến rất nhanh và một phần bởi vì nó chỉ có một cái giải rất là nhỏ nhỏ đây thôi. Cánh quân trung tâm và cánh quân phía nam nó phải giải quyết nhiều thành hơn nên là nó mất nhiều thời gian hơn. Cánh quân phía nam thì nó tiến đến đây rồi, nó đánh nốt vùng này nữa là xong cái vùng này. Cánh quân trung tâm thì nó cũng hiện tại đang phụ giúp cánh quân phương nam để giải quyết chỗ này. Hai thằng này sẽ phối hợp với nhau và giải quyết khu vực này. Thằng cánh quân này giải quyết nốt hai ba tỉnh này nữa là chúng ta hoàn thành nhiệm vụ, hoàn thành chiến dịch này rồi. Mình nghĩ là có lẽ mình vây nốt cái cảng này. À không, cảng này thành cảng của quân nổi dậy rồi. Nói như vậy thì nó làm gì còn cái cảng nào đâu. Còn. Đây. Nó còn một cái cảng ở trên này nữa. Nhưng mà chả để giải quyết gì cả. Nó cũng chả làm được gì nữa. Rồi. Nó không làm gì nữa. Giờ thì mình sẽ đánh tiến. Đây. Quân đoàn này của mình nó ra tiến rất nhanh này. Nhưng mà ở cái lượt này chắc mình hết cái để làm rồi, nên có lẽ mình sẽ qua lượt đấy. Nào. Móa. Úi dồi ôi, mình bắt đầu lần đầu tiên mình nhìn thấy ninja nó phản đam Mesuke ngọt thế. Thông thường thì Mesuke nó chuyên là bậc thầy diệt ninja. Nhưng trong trường hợp này thì nó gặp hạn rồi. Chạy. Hay quá, mình đã thoát được xa. Mesuke đối phương bị sát hại. Nó chặn đây à? Thôi kệ, cho nó chặn. They will continue to raid and take our goods and income for themselves. Chạy đi. Đấy, khẩn trương. Rồi. Rồi, tiến lên trên kia nhá. Kiểm soát cái cảng biển này nốt cho anh. Khu dưới này thì ok rồi. Sao nào? Nói chung ở đây thì chả thằng nào dám đánh mình. Hôm nay thì quá ổn rồi đúng không ạ? Rồi mình nghĩ là mình cho mấy thằng Mesuke nó sang đây. Tỉnh này êm nhanh kia nhỉ? Chưa xây nhà ninja mà đã êm rồi. À, tốt vãi trưởng. À mình đang miễn thuế rồi. Ok. Miễn thuế rồi. Thằng này. Cho em cây xa xử tướng nó phát này. Láo ấy, dám mò mò đất anh à. Ô kìa. Dẹo này. Và... Ô, rồi ôi, hai thanh niên để con đàn bà nó khử. À. Mình rất là khoái xem em cây xa này, em làm nhất là cái chiêu của khi mà em đi dụ dỗ thầy tu. Ủa, ngọt rồi. Một ánh sao băng tắt giữa trời. Rồi, rất ngọt. Còn lại mấy thằng bộ binh này thì... Kể ra mình mua chuộc luôn được. Mấy thằng tàn quân để chết cho nhanh. Tiến lên đây. Cho luôn mấy thằng này vào quân đoàn đi. Doanh trại địch bị phá hoại, mất khá quân đấy. Đánh ra hoành
Thằng nào lúc nãy đây định ám định chơi đi dạo anh nhỉ? Thằng Mitsuke nào ấy nhỉ? Khử rồi. Ơi, thành của nó đây. Tưởng các chú thế nào? Thôi giải quyết khu vực này đã, còn một thành ở đây nữa. Nhưng mà làm sao chị An ở cái vùng này nhờ rút ra phát mất chị An ngay. Trừ 2, miễn thuế phát thật à? Ok. Mình cứ miễn thuế xong rồi lúc nào nó chị An nó ổn thì mình lại thu sau. Chờ ngồi nó chị An xong mới đổ mới rút đi thì lâu lắm. Rồi. Tương tự thế vùng này. Rút ra. Cộng 4 à? Rút ra đâu? Chưa rút được. Ôi thằng này nó tăng chị An ác thế. Cộng 1. Cho lốt một tướng đi. Rồi. Chưa được. Thôi rồi. Thành này chắc phải vài lượt nữa. Cũng không. Hai ba lượt nữa. Xây được cái nhà thờ với nhà Linza lên là xong. Năm mươi sáu tỷ. Sửa xong rồi. Ra đây. Thôi cái hạm này bị hỏng. Ok. Trên này mình có một cái nhà thuyền để sửa mà. Đây này. Đâu đó trên này mà. Đây này. Nói chung thì giờ này xây nhà thờ trước vậy. Hết tiền rồi thì xây nhà thờ trước. Nhà linh gia để sau. Đây rồi. Sắp lại có một trận công thành vãi trưởng luôn rồi đấy. Thành to như này cơ mà. Có thể thằng này nó chiếm lại được. Ủa mà nó mà chiếm lại được cái cung thủ nó nhiều này nó vất lại còn có lính ném bom. À, phong tỏa cảng biển mình. Giờ này mấy giờ rồi mà còn phong tỏa cái cảng tít dưới của anh. For an increased share of the goods. Or raid enemy trade routes to keep the income from reaching its wrongful destination. Remember though that attacking trade is an act of war. Cho mày phong tỏa giờ này thì mà nhìn gì nó bực cái chứ nhỉ. Mình có cái thuyền ở đâu đó chỗ này mà. Hết rồi. Thôi kệ. Giờ này thì không quan trọng nữa rồi. Chúng ta đầy sàng. Nó hết rồi còn đâu, còn giữ duy nhất một cái thành này. Thành này cũng là Christian rồi. Ám sát luôn tướng của nó cho anh. Ô, không có tướng trong thành à? Tướng của nó bị mình ám sát hết sạch rồi. Công thành phát cho anh. Công thành xong là khả năng nó sẽ đánh thành của mình. Mình sẽ lại được một trận thủ thành nữa. Wow. Lại một cái thành rất là to. Từ từ nhá. Thành đấy thì ok rồi. Nước Nhật đã thuộc về ta. Giải quyết nhanh bọn này. Rồi.
Ui ôi, tỉnh này có mỏ vàng à? Thế thì giàu vãi à? Sửa xong thì giàu vãi. Tỉnh này êm chưa nhỉ? Đấy rồi, cho vào đây. Cải đạo đó, vùng này cũng theo đạo Phật này. Tỉnh này cộng 6. Rút tiết một thằng nữa sang đấy cho nó cải đạo. Rồi cộng 3. Chưa. Tăng áo giáp này. Tỉnh này có áo giáp. Giờ thì chả cần phải nâng cấp. Xong. 3 tỉnh nữa. Xong. Kể ra mình chỉ cần chiếm 3 cái tỉnh này nữa là xong. Chiến dịch thì còn đâu. Nhưng mà thôi, đã đánh đến đây rồi thì phải đánh lốt. Có một cái thành ở ngoài đảo đấy chứ phải. Đúng không? Thằng này. Thôi kệ nó. Khử thằng này đã. Bọn này quân chất nhờ một thằng ra đúng. 5 đội không thủ. Và đánh cẩn thận, trận sau nó sẽ vào nó công thành mình nên là đánh cẩn thận à. Đánh ẩu nó vỡ mồm ấy. Cái thành cấp cao như này mà có mấy thằng Masnok thì đẹp thật. Tiếc mấy thằng này nó đi sấm chậm quá, vẫn đằng sau. Các bạn thấy không, chỉ cần khoảng 2 hoặc 3 quân đoàn thôi mà các bạn là có thể giải phóng được nước Nhật thôi mà, không cần phải nhiều quân lắm đâu. Nhiều cũng có làm gì đâu. Tuyết rơi. Dry. Ok, dry thì ok. Ba lớp tường thành. Đúng là ba lớp thật. Rồi mấy Maslock này tiến trước. Phá tháp canh của nó trước cho anh. Niigata Samurai tiến theo vào. Cung thủ. Các bạn chơi thì cố gắng các bạn tuyển luyện quân cho nó lên đến chẳng hạn. Cung thủ lên chấm vàng này, kiếm vàng, giáp vàng. Đây chẳng hạn như đây là đội binh kiếm vàng của mình này. Còn ninja giáp vàng này. Đấy. Để cho nó trâu, đánh nó sướng. Các bạn cứ tuyển mấy đường quân gọi là cho có thì đánh nó không sướng lắm đâu. Thật mà. Đây là cái lệ. Ở đây nó để có mỗi một đội cung thủ thôi. Nó không, nó đi đâu hết rồi. À, gác ở trên này. Rồi. Đấy rồi, nã. Nào thì cung thủ. Úi dồi, bay cả ra ngoài. Mày hà bưởi. Khởi đội cung này của nó trước. Đội cung tên rồi.
Nó có cử thêm đội cung tên nào xuống nữa không? Chưa. Tranh thủ lúc đó chưa cử xuống đội cung của mình để dập mặt nó trước chứ nhỉ. Giãn đội hình ra kẻo dễ chết. Rồi bắn mềm nó đó. Fire. À, chúng ta đứng ở đây, tên nó bắn bị vướng tường. Hay quá, chúng ta có một cái hõm này. Chết mất mấy thằng đấy. Nhưng làm sao? Xong. Tên của chúng ta tên bắn thẳng. Loại bỏ cái đám nữa. À đây, bắn tháp canh cho anh. Xong rồi. Our weapons made short work of their tower. Từ nhá. Trung thủ tiến vào đây. Mấy anh đi ra chỗ này không có cung thủ đó đâu, tiến vào được. Nó chưa điều cung thủ ra đây. Cung thủ của nó vẫn đứng gác ở tầng 2. Niigata Samurai tiến lên. What the... Bắn vào này cho anh, nó bắn được chúng mày này. Rồi giãn cách. Rồi. Khử đám cung thủ đó. Tường thành của nó bị vỡ rồi. Tên của nó sẽ bị bắn thẳng. Nó sẽ bị xếp bởi tên bắn thẳng. Úp xuống. Rồi, mấy thằng ninja bắt đầu lén lựu đạn rồi. Giải quyết đội cung của nó cho anh. Giải quyết luôn. Sao? Chết có vài thằng thôi. Đấy đấy, phá phản lực đâu, phá tường ra cho anh. Cung thủ, bắn tiếp. Trời ơi. Dẹo chưa? Quá nhỉ? Nó tận lực nó bắn cao thế. Ôi. Nó còn một đội cung ở đây nữa này. Còn một đội cung đây nữa, bắn lốp mấy anh ninja. Mấy thằng ninja cũng không kém phần. Ơ kìa, mấy thằng cung thủ chạy ra. Ai bảo mày chưa đây? Bảo mày ra đây bắn nhưng mà mày chui vào đấy. Niigata Samurai đâu ạ? Tiến đến đây.
Yaji Samurai của nó kìa. Ok kìa, chạy ra. Còn vào cận chiến nữa, vãi chửi thật. Rồi, dàn nó cho anh. Chỗ này cứ để Niigata Samurai giải quyết. Nó dám xông ra thì nó chết rồi. Nó phản lực à? Ra đây. Ủa, cái gì mà lựu đạn ném kinh thế? Ủa, mấy ông ninja ông ném. Chỗ này khói lửa là do mấy thằng ninja nó ném luôn. Bởi vì là mình đâu có cho pháo phản lực phá chỗ này đâu. Bắn bọn này cho anh. Rồi đấy, ăn đây. Sao? Dám Yaji Samurai dám đấu mình. Ui dồi, sát bay. Ui dồi, lại thêm một thằng nữa bay. Ui dồi. Chết như dạ luôn. Có vẻ xong rồi. Mấy thằng ninja chỗ này nó cứ lén. Nó bom bọn này. Có vẻ hai thằng này nó cũng lén rồi. Vãi cả lựu đạn. Cái này đúng gọi là quang bom. Ấy, quang bom, quang bom, quang bom. Ui ui. Cái đạo ngựa này của nó chắc này. Ui ui, đi luôn đạo ngựa. Nó đi luôn. Ô, chết sạch. Ok kìa. Bắn. Nó còn đội cung thủ ở đâu đây, chui ra ở đâu bây giờ mới chui ra. Ơ, lắng 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 quáng đây, hình như mình một đội cung của mình chạy rồi. Ui dồi ôi, khói lửa mịt mù, mấy thằng ninja nó đốt thành. Hết rồi. Đội cung cuối cùng của nó đã hết. Lại con bom. Their general has fallen. A cutting blow. Tướng nó chết rồi.
Yazi Samurai. Ui dồi ôi. Xuống đây bị mấy thằng Yazi, à thằng Yakana Samurai giết luôn. Ui dồi ôi, ninja nó ném tan nát chỗ này. Rồi, giải quyết nốt đám này. Quân còn đông thì xông vào đi, đứng ở ngoài làm gì? My lord, a glorious victory will soon be yours. Ôi dồi ôi, chạy ra cửa à? Chạy ra cửa, ui dồi ôi. Gặp ngay phải mấy thằng quăng bom. Ra đây đứng để ăn bom. Bọn ninja hôm nay được luyện tập lén đi bạn. Úi giời. Úi giời. Ta ra ta ta ra ta 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 ta. Quá tàn bạo. À may quá, không mất đơn vị quân nào cả. Hòa bình chiếm đóng. Hòa bình chiếm đóng. Rồi chúng ta sửa ở nhà thôi. Nhà kiếm này. Giáo rừng. Ôi nó toàn tuyển quân ở vùng này. Mình hết mất tiền rồi. Phá lốt. Rồi. Chờ nó vào nó đánh mình. Còn các đơn vị quân đây thế nào nhỉ? Xây cái nhà thờ lên. Thôi qua lượt đã. Rồi. Rồi công thành của anh đi. Không tấn công à? Vớ vẩn thế nhỉ? Cái gì đây? Người vợ thông minh trừ 5% khả năng ám sát của người chồng. Bị khả năng ám sát của người chồng. Gặp tấn công. Hỗn loạn dâng cao. Phí chơi bộ binh trên khắp các tỉnh. Tỉnh này á? Hỗn loạn dâng cao à? Cho thằng này gác phát lại em. Thế chứ gì đâu mà. Rồi, bình tĩnh. Hỗn loạn dâng cao. Hôm nay mình hồi chưa đầy hẳn. Nhưng mà vẫn được. Chưa đầy hẳn nhưng mà vẫn được. Xem nào. Kệ chứ nhở. Bắt nó phải công nhưng mình làm gì phải công. Ôi nhà thuyền cấp cao thế. Nhà ninja. Nhà thờ. Nhà Metsuke.
Xây cái này nó giảm uy tín của lãnh chúa xuống. Sao mấy tỉnh ở phía nam này ổn hết rồi. Nhà thờ lên, nhà linh gia lên, lên lên rồi, ổn rồi, lên chưa lên được à? Xây nhà thờ trước. Hai thằng thì chưa ổn rồi, cho thêm một thằng này sang đây ổn rồi. Êm ngay đúng không? Tỉnh này chính là cộng không. Cho mấy anh Masnok rồi. Từ nếu mà đi cần đi công thành thì cho Masnok vào. Còn chỉ thủ thành thôi thì không cần. Đây có Masnok mà. Cánh quân trung tâm. Tiến lệ. Chị An giảm à? Cho mấy thằng Metsuke vào. À vụ này, vụ này phải cho mấy thằng Thế Tu vào để nó cải đạo cho nhanh ạ. Đúng rồi. Cộng 12 luôn. Ở đó. Thằng mỗi thằng còn một tỉnh. Chơi chết đi thôi. Thôi. Thằng binh gia này thì không cần đứng trong thành. Cho ông cha đạo này vào đây để chuyển đạo nhanh cái vùng này đã. Thằng này không đánh mình. Nó chỉ phá nhà mình thôi. Ra ngoài đánh nó thì cũng vẻ hơi vất đấy. Hoa vào từ đã để mình hồi quân đấy. Hay quá, mình cũng muốn chờ quân nó đến để phòng thủ, thủ thành một trận cho nó vui. Mình cũng muốn có trận thủ thành, mà không được. Thủ thành phải vác mấy thằng Masnok này đi. Đấy. Rồi. Bọn này nó rút về. Nhưng mà có một quân đoàn này đang tiến xuống. Cái con này thì nó không có khả năng gì cả ngoài ám sát. Nó không thể phá hoại doanh trại được, nó chỉ biết ám sát thôi. Cây xa này này, nó là bậc thầy bị ám sát nên nó chỉ biết ám sát. Nó không thể như thằng Lisa này có thể phá hoại được, ám sát cũng được. Rồi, xây cái nhà Linza này nữa. Chị An tốt này rồi, phải thu tiền chứ. Thu tiền để kiếm sen. 58 tỉnh, 2 tỉnh nữa thôi. Đây. Giải quyết tỉnh này. Rồi. Rồi, hay quá. Chưa chị An được. Nhà linh gia rồi. Hai tỉnh nữa thì quá đơn giản. Đâu, xuống đây nào. Anh muốn một trận phòng thủ với mày. À, thằng Metsuke của nó. Thằng Metsuke của nó.
Phải, nó vừa chạy qua mặt mình này. Đi ra để Metsuke chạy qua mặt. Đâu à? Tôi thấy đây mà. Ám sát thằng tướng nó chạy. Rồi ôi. Thằng Metsuke ở nó đâu nhỉ? Thành của nó còn đang bị nổi loạn đây này, mà nó dám kéo quân đi. Thằng liều. Phá hoại không tiến lên được. Đáng đời. Lâng nhà linh ra nhà thờ lên rồi. Thôi nhà thờ cấp 2 là ổn. Tỉnh này cộng bao nhiêu mà vẫn chưa áp thế nhỉ? Cộng 8. Nâng cái nhà linh ra lên nữa thì chắc là êm. Chiến dịch này coi như hoàn thành rồi. Hoàn thành rồi chứ coi gì nữa nhỉ? Đây, lên cái nhà linh ra nữa. Mình có đủ lương thực rồi. Sửa. Tăng chính xác à? Chỗ này là nhà của cung thủ. Nói còn việc gì nữa đâu, hết rồi, còn 59 thành rồi. Thực ra bây giờ mình sang đây mình chiếm cái thành này phát là gì? End game luôn. Nhưng mà chắc là mình sẽ không chiếm, thế mình muốn đánh một trận tây bởi với quân nó đây, còn hai quân đoàn này mình muốn nó vào đây nó đánh mình. Mình phải cho đội Matsnok vào để đội Matsnok nó thủ thành một trận đấy. Matsnok có thể mình sẽ rút ba đội phá phản lực này ra và một đội ngựa ra. Chứ còn để kết thúc chiến dịch thì coi như là xong rồi. Chuyển giá thăng hạng. Đây à? Xong rồi, chiến dịch thì nói thực sự đến giờ này là xong rồi. Chả có việc gì làm nữa. Tốc độ cải đạo. Rồi. My ancestors. Aiya. We drew the sword and went to war. From the northern mountains to the depth of the southern seas, we rule. I rule. The true master of Japan has been revealed. All men bow to me. The mighty shogun. Chúng ta đã trở thành Shogun và tất cả các gia tộc khác các bạn có thể nhìn thấy đều phải cúi đầu trước chúng ta. Its glory, its power, a legacy to last 10,000 years. Và cái kết thúc của nó thì đều khá giống nhau, đó là một bức tượng của gia tộc chúng ta ở thời kỳ hiện đại của nước Nhật. Nó nghĩa là chúng ta được lưu danh sử sách đấy. Và nói chung nó là thông báo như vậy. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành chiến dịch rồi. Chúng ta đã hoàn thành chiến dịch rồi, chúng ta sẽ tiếp... mình như mình nói rồi, mình sẽ cố gắng để đánh một cái trận cuối cùng với... cái thằng... Date ở đây. Cứ truyền thống. Để có một cái trận đánh thì nói là hoành tá tràng với nó chứ nhỉ.
Đây rồi. Cũng phải để cho Matt Snook nó có được cơ hội thể hiện tí. Tất nhiên là có cho trận thủ thành mình đã đánh rồi, nhưng mà rồi. Rồi lui hẳn ra. いつでも戦えますぞ。参上いたしました。チンジ đại tướng quân. Nhà lên ra, nhà thờ. Ôi. Goyo desu ka? Izo shingun. Kono e no chūsei o chikaimasu. Tỉnh này cộng 4 à? Cộng 13. Chắc là rút đội thầy tu đi được rồi. Chính xác. Sao đây? Tỉnh này à? Chưa rút được. Chưa được, bởi vì vừa mới xong. Thôi chả cần nâng cấp cái gì nữa. Mình chỉ qua, mình muốn đánh cái trận cuối cùng với thằng Date xem nó thế nào. Thằng này thì thích thì đánh, không thích thì thôi. Chúng ta còn 6 năm nữa mới hết 6 năm, 6, 4, 24, 24 lượt nữa mới hết thời gian của chiến dịch. Nào, vào đây các em ơi. Làm trận cuối cùng với anh ấy. À đây này. Hero, Yaji Hero này. Ừ, mình... mình muốn tuyển để xây ở đây. Đúng rồi, mình cũng có các đơn vị đấy rồi mà. Không phải là hình như mình đã xây ở đâu đó rồi. Chúng ta thiếu mất cô tông. Hòa kệ. Vào đây các em ơi, 2 đánh 1 không trộn thì quẻ. Rồi, 2 đánh 1 không trộn thì quẻ. 2 đánh 1 không trộn thì quẻ mà, đúng không? Rất, lại còn rất nhiều cung thủ này. Toàn samurai này. Xem là cho Matt Snook bắn ở đâu. Matt Snook sẽ bắn ở đâu. Rồi. Trận đấy này trận đánh bonus thôi nhá, chứ chúng ta đã hoàn thành chiến dịch rồi. Đáng tính xem nào. Chưa biết đánh kiểu gì nhỉ. Nó trèo chỗ này à? Chắc nó cũng không điên đến mức đấy. Cũng có thể nó vẫn trèo đấy. Mình nhớ là có tập nó trèo vào. Không biết cung nó vào từ hướng nào, nhưng mà mình
Mình nghĩ là mình cứ dàn đội cung thủ ra đây đã. Cánh bên này thì không có à? À, tính lại nhỉ. Từ đó phải có Mad Snook. Mad Snook thì nó sẽ đứng ở hai cổng ra vào này. Đứng ở đây nó bắn là hiệu quả nhất. Lối liền sang đây. Ổn đấy. Vừa khít đội hình. Tầng trong cùng sẽ là linh da và súng. Tầng thứ hai này cho nó trèo lên. Nó sẽ phải trèo tường vào. Mình nghĩ là mình sẽ để mấy thằng Vin ra. Hai thằng ở đây. Hai thằng này đây nữa. Xem cho nó tiến hướng nào thì mình sẽ chia nó thành hai hướng. Hướng vào đội ngựa trên cùng khỏi chết. À, còn hai đội Mad Snook này nữa. Bắn xong rút. Hai thằng này cho bắn xong rút. Thằng này nữa đứng gác ở tường này. Vẫn là tầng thứ hai. Nó có vào được nó cũng còn ốm đòn. Nào. Rồi, cổng này không có quân. Phía bên này hoàn toàn không có quân. Không có à? Nó đánh mình từ ba phía. Thằng này. Đúng này không có quân. Our hidden units have been discovered, my lord. Nó bắn hướng này. Tiếp nữa, đội cung thủ đây. Đây mà. Ái chà, không mình vãi trưởng nhỉ. Bắn tên mình. Thấm phết đấy. Our hidden units have been discovered, my lord. Nó trèo vào. Ở phía này hoàn toàn cung thủ rồi. Nó ngựa thôi. Nào. Ngon thì vào đi. Ý dụ.
Hay quá. Để xem nó có trèo lên không. Masnok bắn. Mình e là bọn này trèo lên đâu chết đấy. Một loạt đạn chết gần hết rồi cả. Chúng ta tiếp tục trèo vào. Our hidden units have been discovered, my lord. Ái già, mấy thằng quăng bom. Sổ. Dám đùa Masnok của anh. Không lên nổi đâu. Úi giời. À, cũng nhảy vào à. Nó có lên được đâu mà phải vội. The enemy have taken the tower. Bắn mình. Ok. Vào đây. Đánh vào đây cũng cần chết. Nó còn lính ném lựu đạn. Cả quân tiếp viện nữa. Trèo vào à. Trèo lên được tầng thứ 2 rồi kìa. Trèo vào là lính súng nó bắn là mày vỡ mồm luôn. Trả lên được. Úi dồi. Trả lên à. Trả lên luôn. Cái con này làm gì mà cứ đứng đây nhỉ. Lên thì không chịu lên. Thằng trên này cung phủ nó vẫn bắn xuống. À, phía bên này ổn rồi. Hai đội linh ra sang đây yểm trợ đây. Wow, đội linh ra này thương nặng thế. Chúng ta đây. À đây, một mình nó chịu chống bị no chả thế. Cổng bên này êm rồi, chả có cái gì nữa. Rút hết sang bên này. Chiến. Đánh một trận cuối cùng, tay bời với chúng nó. Lùi lại em ơi. Ai à, cũng trèo lại tận bên trên này để đánh nhau mấy thằng mascot của mình. Mà cung phủ ở đó thì mình không sợ. Rồi, Masnok của mình vẫn bắn rất nhiệt tình. Đứng ra đây.
Smooth winning. Snoop winning. Bọn này điên rồi, trèo tường lên đây. Ôi. Rồi, công thủ chúng ta bắn lên luôn. A glorious victory will soon be yours. Cái thằng Maslow trên này nó vẫn bắn rất nhiệt tình. Đấy. Chạy hết rồi à? Nó còn thằng nào đây nữa này? À, bỏ chạy thôi. Miganita Samurai cũng chạy à? 2-1 mà. Ăn đi chứ. Mãi trận cuối cùng Masnok mới được làm được. Thôi xong hết rồi. Có Masnok thủ thành ngon thật. Rồi. Chúng ta chết có 400 chiến sĩ thôi mà. Còn quân địch thì chết toàn bộ. Còn lại 34 thằng coi như là chết hết 4.000 quân đó. Mình có 2.000 quân, nó 4.000 quân à? Xong. Sổ rồi, chết tại chỗ luôn à? Không có thằng nào chạy, giữ chạy được à? Tướng thăng hạng và hỗn loạn dân cao. Quái nhỉ. Vô dư gì nào mà có thể loạn được không? Rồi, à, mình xin kết thúc cái chiến dịch của mình ở đây, bởi vì nói chung là đến giờ này là chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ rồi. Thực ra thì bây giờ chúng ta chiếm nốt vài cái tỉnh của nó nữa thì cũng chả gì làm được gì cả, vì thực ra nó còn cái gì nữa đâu. 2-3 tỉnh này thì mình cho quân lên đánh auto phát là xong, bởi vì nó đưa cả hai đạo quân xuống đây rồi, các bạn biết rồi đấy, ở lượt rồi. Đây mình chỉ việc cho quân lên đánh thôi là xong, auto easy xong, hết chiến dịch. Chả giải quyết gì cả, nhiệm vụ chính chúng ta đã hoàn thành. Đó là chúng ta đã trở thành Chinh Di Đại Tướng Quân và hoàn thành cái nhiệm vụ của game rồi. Rồi. Và tướng 5 sao. Hẹn gặp lại các bạn trong các cái chiến dịch khác của mình. Và các bạn nhớ like, share và subscribe kênh của mình để có thể đón thêm càng nhiều các video cũng như các chiến dịch khác của mình. Rất cảm ơn lần nữa, rất cảm ơn các bạn đã theo dõi cái chiến dịch này của mình cũng như các cái video khác của mình trong thời gian vừa qua. Hẹn gặp lại các bạn trong các cái chiến dịch tiếp theo. Đấy, cái này là xong cái gì? Anh em cứ nghĩ là như này cái gì? Có gì đâu, thêm vài ba cái lượt đánh nữa là xong. Nhưng mà không cần thiết. Bây giờ còn hai cái tỉnh trên này nữa, mấy cái tỉnh của thằng này đưa quân sang kéo cả đàn sang là nó chết cũng giải quyết gì đâu. Chúng ta còn 15 lượt nữa cơ mà. Trong khi chúng ta chỉ cần mất một lượt nữa là hai lượt nữa là giải quyết được khu này. Đây. Nó hết quân rồi. Mỗi thằng đai mua, mình thử cho em cây xa này lại là phát cuối cùng. Xong luôn. Chết cả tướng đất Metsuke luôn. Khi nó đứng trong quân đoàn thì nó mất luôn. Đó. Thế thôi. Cho ba thằng ninja lên phá nát ba cái thành của nó.
cho nó khỏi ngũ quân. Phá tan thành nhà nó luôn. Thành của nó, ôi dồi. Phá lốt cái này là nó hết ngũ quân. Thất bại. Rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các cái chiến dịch khác.